nói về ấn tượng thì mình nói về ấn tượng đầu tiên đi ha. Ấn tượng đầu tiên của Trinh về em Giang là một cô bé điệu quá sức tưởng tượng, điệu một cách mà kinh khủng khiếp, không thể nào tưởng tượng được là cô bé lại điệu tới mức độ này. Đó là ấn tượng đầu tiên. Một cô gái muốn thành công, muốn xinh đẹp thì cái giá trị của cô ấy sẽ tăng lên rất là nhiều lần. Để mỗi một người trong cuộc sống chúng ta muốn là nâng cái giá trị mình lên thì bản thân chúng ta phải hoàn thiện chính mình nhiều hơn. Thì nếu được thì tiết lộ, không được thì thôi, đã giải rõ hơn những người trước. Nếu nói về dự án âm nhạc thì lúc nào em Giang mở lời như chị Kim Phụ nữ luôn luôn là phải lựa chọn quyết định cho cuộc sống của mình. Chúng ta không có quyền chọn nơi chúng ta sinh ra, không có quyền chọn cái cuộc sống như thế nào, nhưng chúng ta có quyền chọn cách sống cho mình để chúng ta thành công, nổi tiếng và bản lĩnh. Và phụ nữ thì phải yêu thương bản thân mình, lần nữa xin cảm ơn nhà rất là nhiều. Kính chúc các chị gặp đây ạ.